sớm là sang siêu thị để mua kem các bạn ạ. Và bây giờ Tinh Băng và Ngọc Ruby đã đến cái gian hàng kem rồi này các bé ơi. Wow, các bé ơi, đây là một thùng kem luôn này. Wow, rất là nhiều kem luôn các bé ạ. Và bây giờ Tinh Băng sẽ mở ra để xem cho các bạn xem nhé. Wow, các bạn ơi, đây là kem gì đây nhỉ? Đây là kem sô-cô-la này các bé này. Và kem này nó là kem vị gì vậy? Vị dâu. À, vị dâu. Còn kem Tinh Băng đang cầm này nó là kem vị gì vậy? Sô-cô-la. Vị sô-cô-la các bé ạ. Và tất cả các kem này là đều là của kem Hàn Quốc các bé ơi. Trông có vẻ rất là ngon đấy các bạn ạ. Thanh Băng sẽ lấy hai cái kem này cho các bạn về ăn thử các bạn xem nhé. Để con tiếp tục mở tủ ra con xem này. Trong này còn rất là nhiều loại kem đó các bé ạ. Tuy nhiên là các bé lưu ý ăn kem thì các bé sẽ ăn ít thôi nhá. Bởi vì là kem nó rất là mạnh thì sẽ dẫn đến bị viêm họng. Các bé ơi, đây là một hộp kem này các bé này. Kem Sucralo này. Trông có vẻ rất là ngon. Trong hộp này không biết là nó có bao nhiêu chiếc kem nhỉ? Trong hộp này là có 4 chiếc kem các bé ạ. Đây này, người ta giới thiệu đây là có kem ốc quế hương Bali này, kem ốc quế hương Bali sô cô la, kem ốc quế hương Bali dâu, kem ốc quế hương tiramisu các bé ạ. Một hộp kem luôn các bé ạ. Trông rất là ngon. Bé nhìn này, trong này rất là nhiều kem luôn. Rất là nhiều kem luôn các bé ạ. Có 3 cái à? 4 cái chứ, người ta giới thiệu là 4 cái đấy. Ngon vậy, thêm mang lấy một hộp này nữa nhá. Về để ăn thử nè. Còn đây nữa này các bé này. Rất là nhiều kem luôn. Phải đóng vào ngay không có. Đúng rồi, đóng vào luôn nhá. Con đóng vào xem, đây là kem gì đây vậy? Còn đây là kem gì các bé nhỉ? Ở đây là kem, cũng là kem sô cô la các bé ạ, nhưng nó có 3 vị này. Và kem này là kem gì đây nhỉ? Đây. Đây là kem ốc quế. Kem ốc quế vị Bali, vị sô cô la. Đấy, đây là một hộp kem này nữa này. Tuy nhiên Thành Băng đã lấy một hộp kia rồi thì thôi, mình phải có không lấy nữa nhá. Tiếp tục này, con đóng hộp vào. Để con lấy đến hộp kem này cho các bạn xem này. Đây là các bé này. Hộp kem này. Ở bên này nè. Con đóng vào. Wow, con này ơi, đây là kem gì đấy? Đây là kem gì đấy nhỉ? Kem candy. Ơi, đây là hộp kem candy các bé ạ. Trông cũng hình chiếc kem này. Đây là kem vị đào này. Kem vị dâu này, còn đây là kem vị xoài này. Wow, ngon quá các bé ạ. Wow, rất là ngon luôn. Này, này. Con sẽ lấy một hộp này nhá, về ăn thử cho các bạn xem này. Thanh Băng ăn mua được mấy hộp kem rồi đấy, con để xuống. Các bé tiếp tục quan sát này, đây còn rất là nhiều kem đó các bé ạ. Các bé nhìn này, đây là xem kem sô cô la này. Kem này là kem vị khoai môn này. Vừa lấy là hộp kem sô cô la. Còn đây là kem gì đây nhỉ? Kem hương chanh này các bé này, kem hương chanh đấy. Còn kem này là kem vị gì nhỉ, khoai môn lúa mạch bùi bùi đây các bé này. Trông có vẻ rất là ngon luôn, trông có vẻ rất là ngon các bé ạ. Thanh Băng lấy cái kem này nhá. Ngoài ra thì còn có kem này, đây là kem cun, cun các bé ạ, sô cô la sữa, trông ngon quá các bé ạ. Hôm nào Thanh Băng sẽ mua nguyên liệu về để làm thử những cái thứ kem này cho các bạn ăn, cho các bạn xem nhá. Còn kem ở đây là kem, còn đây là kem gì nhỉ? Nhiều kem quá các bé ạ. Kem sầu riêng, đây là kem vị sầu riêng các bé ạ, màu vàng vàng, biết chắc là rất là thơm và ngon đây. Ngon quá, phải bán nhá. Xem cái kem này tiếp theo. Kem đấy mua rồi mẹ ơi. Kem này là kem sữa sô cô la, ngon quá. Còn đây là các bạn ơi, các bạn ấy nhìn này, đây là kem gì vậy? Kem hương bạc bàn hà các bé ạ. Và đây là kem viên. Trông có vẻ rất là ngon luôn các bé ạ. Ngon quá. Ngon, thích lấy một cái nhá. Các bạn ơi, thật là nhiều kem luôn, rất là thích. Và đi đến thùng kem này chúng ta đã có cảm giác mát lạnh rồi các bạn ạ. Và Thanh Băng ơi, hãy đi qua bên kia để xem các loại kem khác nữa đi. Qua bên này để xem các loại kem khác nữa nha. Không, đây không phải là kem rồi con ạ. Đây không phải kem. Đúng rồi, đây cũng là kem các bạn ạ. Đây là kem ốc quế. Đấy, kem ốc quế luôn các bạn ạ.
các bạn nhìn này. Wow, kem người ta làm vào cái hũ này. Nhiều quá, kem người ta làm vào hũ này các bạn này. Con đóng vào. Wow, trông ngon quá. Đây là kem đậu xanh. Kem đậu xanh. Kem dâu. Còn đấy là kem dâu. Con mua một hộp kem dâu. Trông ngon quá. À, Thanh Băng sẽ mua một hộp này về và Thanh Băng sẽ làm cho các bạn xem nhé. Về ăn thử cho các bạn xem nhé. Trông ngon quá. Tiếp tục là bạn ơi, nhiều loại kem quá. Rất là nhiều hộp kem luôn. Và đây có cả vị kem sầu riêng nữa các bạn ạ. Đây này, đây là hương sầu riêng này. Đấy, đây là kem sầu riêng các bé ạ. Còn tặng một cái gì nữa này? À, đây là đồ tặng. Đấy, con đóng. Nhưng mà đây là kem gì? Ừ, kem gì? Không nhìn thấy đâu. Con thẳng lên để xem nào. Con đấy là hương vali. Kem đấy nha. Đây là nó không có gói luôn. Kem cốm. Bây giờ Thanh Đăng sang bên này xem kem ở bên này nữa này. Mẹ ơi, đây còn rất là nhiều kem này các bé này. Wow, nhiều quá đi thôi. Đây là rất là nhiều các loại kem các bé ạ. Đây là kem vị sô cô la. Ngon quá. Anh chưa? Khỏe nhìn này. Đây còn rất là nhiều loại kem nữa này. Đấy, rất là nhiều kem luôn các bé ạ. Đây là đều kem vị sô cô la đấy các bé. À, trông thích quá đi thôi. Đấy, các bé nhìn này, rất là nhiều luôn này. Đây là kem gì đây nhỉ? Đây là kem gì đấy? Đây là Celalo này, đây là kem hương vị sô-cô-la này các bé này. Ngon quá đi thôi. Rất là ngon. Đây có 12.000 cái các bé. 12.000 mua cho con một cái. Ok. Đây là hương vali các bé ạ. Đây là hương vali. Trông ngon quá. Trông có vẻ rất là ngon đấy các bé ạ. Đây nữa này các bé này. Mua sẵn không? Còn đây là cái kem gì đây các bé nhỉ? Kem sô cô la hương chuối các bé ạ. Thanh Băng sẽ hôm nào Thanh Băng sẽ làm thử những cái kem này để ăn nhé các bé nhé. Trông có vẻ rất là ngon luôn. Để con mua về con ăn xong rồi con mới biết cách làm. Đúng rồi. Đây là kem sô cô la. Đây là kem hương vị vali này. Nhiều loại kem quá, rất ngây luôn các bé ơi. Rất là nhiều kem luôn các bé ạ. Đấy. Bây giờ mẹ xem nào. Đấy, các bé hãy ngắm nhìn này. Nếu các bé thích thì các bé hãy đến đây để mua kem sô-cô-la về để ăn nhé các bé nhé. Rất là nhiều luôn, đầy đủ các loại hương vị này. Đấy, ngoài này là vị chè xanh này, vị đậu đỏ này. Rồi là vị sữa dừa các bé này, nhiều quá. Rất là nhiều luôn. Thanh Băng thì mua quá nhiều kem rồi nên là chị không lấy thêm nữa mà chỉ quay để giới thiệu cho các bạn xem thôi. Rất là ngon luôn. Ngon quá đi thôi. Trông rất là ngon luôn. Và đây nó còn có cả một hộp hộp to đùng của các bé này. Nó đều là kem cà phê đấy. Đấy, trông ngon lắm các bạn ạ. Các bé nhìn này. Ở đây người ta để sâu vào trong này nên chỉ ở bên ngoài được thôi này. Rất là nhiều luôn. Bạn ơi, Thanh Băng thì cứ muốn ngắm mãi cái tủ kem các bạn ạ. Có vẻ Thanh Băng rất là thích cái tủ kem này luôn.
rất là ngon các bạn ạ. Rất là nhiều luôn này. Con muốn nữa. Thanh Băng vẫn muốn mua nữa các bạn ạ. Ăn nhiều kem không tốt đâu con. Đấy, thế con lấy hai hộp kem nhỏ đi cho các bạn xem nào. Đâu đây, đừng ra đây cho các bạn xem nào. Đấy là kem gì đấy? Kem gì đấy con? Thanh Băng thì đang rất là thích ăn kem cho nên là một kem là kem đậu đỏ này. Còn đây là kem vani sô-cô-la. Thế à? Thế con thích hương đấy hay con thích vị dâu thì con lấy? Con thích vị nào thì con lấy con ăn hả? Vị dâu ở đâu? Vị dâu ở đâu? Ông có vị dâu mẹ ơi. Không có vị dâu à? Chỉ có đậu đỏ thôi. Con lấy hai cái đậu đỏ à? Đang lấy hai cái đậu đỏ các bạn ạ. Dạ, vị dâu à? Không có vị dâu Ngọc Thu Vi ạ, chỉ có quả có đậu đỏ thôi. Thanh Băng đã mua rất là nhiều kem rồi và có lẽ là Thanh Băng sẽ phải đi về thôi. Không, nếu cứ đứng ở đây thì Thanh Băng sẽ cứ ngoái hết chỗ hàng thùng kem này đến thùng kem kia với các bạn ạ. Cả Ngọc Thu Vi nữa này. Nếu như bé nào thích kem thì các bé hãy đến siêu thị để mua kem về để ăn nhá. Rất là ngon các bé ạ. Và video của chị có lẽ đến đây cũng là kết thúc rồi. Cuối cùng chị xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau. Em nhớ là đừng ăn quá nhiều kem nhá. Và nếu các em thích video của chị thì hãy bấm like và chia sẻ video của chị cho mọi người cùng xem nhé. Chị xin chào và hẹn gặp lại các em.